Xin chào quý vị và các bạn. Một thông tin cực hot chúng tôi muốn chia sẻ ngay với các bạn là Chính phủ đã chính thức ký ban hành nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước với mức giảm 50% kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 tới. Cụ thể, theo Điều 1 Nghị định số 103/2021/NĐ-CP được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2021, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước như sau. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có. Vậy, Nghị định số 20 quy định thế nào? Theo Nghị định 20 nêu trên thì ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại cái điểm này. Vậy nói nôm na là hiện nay theo Nghị định 20, tùy từng địa phương được điều chỉnh nên Hà Nội và 7 tỉnh thành khác là Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Cần Thơ đang áp dụng mức lệ phí trước bạ là 12%. Thì theo Nghị định 103 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới, mức thu sẽ giảm xuống 6%. Hà Tĩnh đang áp dụng mức 11% thì giảm một nửa xuống 5,5%. Các tỉnh thành phố còn lại bao gồm cả Thành phố Hồ Chí Minh thì mức thu giảm xuống còn 5%. Với mức giảm này, về lý thuyết thì người dùng có thể tiết kiệm được hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tùy mẫu xe. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi giá tại đại lý trước và sau khi giảm phí trước bạ không đổi. Vì thực tế, rất nhiều trường hợp thay đổi mà chúng tôi sẽ chia sẻ ở phần sau. Theo Điều 2 của Nghị định 103, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Điều này có nghĩa là sau ngày 1 tháng 6 năm 2022, mức thu lệ phí trước bạ lại quay về mức từ 10 đến 12% tùy từng địa phương như đã nêu ở trên. Có thể nói, thông tin về lệ phí trước bạ khiến cả làng ô tô ngóng đợi và thị trường đã phải kìm nén suốt hơn một tháng qua, kể từ thời điểm cuối tháng 10 khi Bộ Tài chính công bố dự thảo nghị định này. Lượng khách hàng đã thanh toán toàn bộ hay một phần và cả lượng khách đặt cọc nhưng chưa xuống tiền tại mỗi đại lý ô tô của nhiều hãng lên tới hàng trăm, thậm chí vài trăm xe. Trong khi nhiều khách hàng bán tin bán nghi và chỉ chốt câu xanh dần, có thông tin giảm thuế thì gọi cho anh, thì các nhân viên bán hàng sẽ gặp khó khăn trong việc chốt khách. Đặc biệt, rất nhiều đại lý ô tô bị ứ động xe, nguồn tiền bị đóng băng nên sức ép rất lớn, nhất là những đại lý phải vay ngân hàng nhiều, số vốn ứ động vài 300 tỷ thì việc trả lãi cũng rất là mệt mỏi. Trên thực tế, nhiều đại lý và nhân viên bán hàng còn lăn tăn về việc hiệu lực của nghị định là giảm từ mùng 1 tháng 12. Vậy, với những xe xuất hóa đơn trước đó thì có được giảm hay không? Theo tìm hiểu của chúng tôi, cơ quan thuế sẽ áp dụng mức giảm kể từ ngày mùng 1 tháng 12 mà không quy định xe được xuất hóa đơn trước hay sau thời điểm này. Điều đó có nghĩa là xe xuất hóa đơn trước bao lâu nhưng đến ngày mùng 1 tháng 12 đi nộp phí trước bạ thì vẫn được giảm như bình thường. Nhìn từ khía cạnh người tiêu dùng, chúng tôi cảm thấy tiếc nuối cho một số khách hàng quá chắc cú, chờ có văn bản mới xuống tiền. Vì sao lại như vậy? Với một số ít thương hiệu có giá bán ổn định như của Thaco với các thương hiệu Mazda, Kia thì ở thời điểm này
quyết định xuống tiền vẫn có lợi như mua trước đó. Tuy nhiên, với nhiều thương hiệu và với nhiều mẫu xe hot khác thì người dùng sẽ bị hớ, hay nói một cách khác là bị đại lý đánh bùn sang ao. Cụ thể là ở thời điểm tháng 10 hay nửa đầu tháng 11 thì mức giảm giá của xe còn khá nhiều, giờ thì bị co lại. Mức giảm lệ phí trước bạ của chính phủ có khi chỉ bù lại được mức tăng giá này của đại lý, nên tổng giá lăn bánh trước và sau khi lệ phí trước bạ giảm gần như không thay đổi mấy. Đơn cử như mẫu xe Hyundai Accent, trước được giảm giá tới 30 triệu thì nay bán nguyên giá niêm yết. Toyota Vios trước được giảm giá tới 60-70 triệu thì hiện chỉ còn giảm khoảng 30-35 triệu đồng. Honda CR-V trước giảm tới 120 triệu đồng thì hiện giờ chỉ còn giảm tầm 70 triệu đồng. Ford Ranger bản một cầu số tự động trước bán nguyên giá với cả xe nhập và xe lắp ráp thì nay khách mua xe phải cộng thêm từ 55 đến 60 triệu đồng tiền phụ kiện. Rõ ràng, đây mới chính là vấn đề tiêu dùng thông thái. Ở khía cạnh kinh tế, khó có thể trách đại lý ô tô bởi họ điều chỉnh giá theo cung cầu. Nhu cầu yếu thì họ giảm giá để kích cầu, nhu cầu cao hơn thì họ co giá lại để thu lợi nhuận. Vấn đề chỉ là lựa chọn của người dùng mà thôi. Vâng, video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.